Cử tri Hy Lạp đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo, bác bỏ đòi hỏi của những chủ nợ quốc tế áp đặt thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng đối với Athens để đổi lấy những khoản cứu nguy tài chính mới. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy 61% cử tri đã cự tuyệt những cảnh báo từ các nhà lãnh đạo châu Âu rằng phớt lờ lời kêu gọi của họ áp đặt thêm những biện pháp kiệm ước có thể buộc Hy Lạp phải rời khỏi khối 19 quốc gia sử dụng đồng euro. Hàng ngàn người Hy Lạp đã tụ tập ở quảng trường chính của Athens đêm hôm qua để hoan nghênh kết quả trưng cầu dân ý. Nhiều người reo hò, không, không. Thủ tướng Alexis Tsipras, người đã kêu gọi bỏ phiếu không, cho biết Athens sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán và rằng kết quả này củng cố vị thế của ông để đạt một thỏa thuận. Nhưng trong một diễn biến bất ngờ, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Varoufakis đã từ chức hôm thứ Hai. Trước đó, ông nói rằng ông sẽ chỉ từ chức nếu người dân Hy Lạp bỏ phiếu ủng hộ việc chấp nhận những đòi hỏi thắt lưng buộc bụng. Ông Varoufakis thường xuyên xung đột với các chủ nợ trong vài tháng qua. Một vài ngày trước, ông cáo buộc Liên minh châu Âu là khủng bố bằng cách đe dọa người dân Hy Lạp bỏ phiếu theo ý muốn của EU. Khi Athens vỡ nợ không thanh toán được 1,8 tỷ đô la cho IMF vào tuần trước, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết một cuộc bỏ phiếu với kết quả không đồng ý những biện pháp kiểm ước sẽ là dấu hiệu cho thấy Hy Lạp muốn rời khỏi khu vực đồng euro và tách ra khỏi châu Âu về mặt chính trị. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã cáo buộc Athens là không chịu thực hiện thêm bất kỳ cải cách kinh tế nào, trong khi người dân Hy Lạp nói rằng họ đã hy sinh quá đủ và cảm thấy bị bắt làm nô lệ cho các chủ nợ.